Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Thưởng chém gió, ló ra bạch tuộc triệu vòi. Được chọn cho chức chủ tịch nước khi mới chỉ 53 tuổi, ông Võ Văn Thưởng sẽ là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, Võ Văn Thưởng chủ yếu là thực hiện các công việc mang tính nghi thức. Đi công du nước ngoài và tiếp khách quốc tế, ký khen tặng hoặc ký thăng quân hàm theo lời đề nghị của phía công an, học hoặc quân đội. Ông Võ Văn Thưởng có 5 năm làm trưởng ban tuyên giáo trung ương. Công việc của ông Thưởng khi đó nói theo đúng nghĩa là chăn dắt báo chí. Nếu thông tin bất lợi thì cấm, còn thiếu những thông tin có lợi thì chỉ đạo báo chí viết bài tô hồng cho chế độ. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Chế độ này cho rằng làm tuyên giáo là phải biết nghe nói xuôi lẫn nói ngược. Tuy nhiên, thực tế tuyên giáo không bao giờ chịu nghe nói ngược. Nếu tuyên giáo mà chịu nghe nói ngược thì Thời báo .d đã không bị tấn công liên tục với những cách hèn hạ nhất. Họ dùng lực lượng phá hoại, truyền tấn công, tin tặc và vẹp dây tờ và dùng đội ngũ 47 được nuôi bằng tiền của dân để liên tục phá hoại kênh Thời báo .de. Thực tế, làm tuyên giáo là nói xuôi lẫn nói ngược đều phải thật thành thạo để bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam bằng mọi giá, dù cho họ có sai đến đâu. Vì thế mà ở Việt Nam, đa phần người dân vẫn đói thông tin trung thực mà ngập tràn những thông tin dối trá do ban tuyên giáo nặn ra. Mới đây, ông Võ Văn Thưởng lại lên báo tung ra những lời nói mị dân để du ngủ xã hội. Ông Võ Văn Thưởng nói rằng, ngoài lợi ích của nhân dân thì đảng ta không còn lợi ích nào khác. Ý của ông Võ Văn Thưởng là đảng ngoài chăm lo cho lợi ích của dân thì không chăm lo cho lợi ích nào khác cả. Vậy thì người dân có thể đặt câu hỏi, đảng chỉ chăm lo lợi ích cho dân, không chăm lo lợi ích cho mình, thì tại sao ông Tô Lâm cho con gái ông ta du học Anh mỗi năm hết hàng trăm ngàn đô la? Sao ông Tô Lâm không để số tiền đó phục vụ nhân dân đây? Và ông ta lấy tiền đó ở đâu ra khi lương ông ta không thể đủ? Đây là hình ảnh ông Thưởng chém gió trên trang thông tin của chính phủ. Hay mới đây, người ta phát hiện con gái ông Vương Đình Huệ là Vương Hà My cũng đi du học tại Mỹ với chi phí tới hàng trăm ngàn đô la cho mỗi năm. Tại sao ông Vương Đình Huệ không dùng tiền đó lo cho dân? Hay như ông Nguyễn Tấn Dũng cho ba đứa con của ông đi qua Âu Mỹ du học? Đảng chăm lo cho hạt giống đỏ, còn người dân bị mắc kẹt tại xứ người trong đại dịch thì đảng cho chấn lột không thương tiếc. Như vậy, đảng đã làm ngược lại những gì mà họ vẫn nói. Có một thực tế rất rõ ràng là những hạt giống đỏ được đi du học là bởi tiền của dân chứ không phải tiền của ai khác. Vậy thì đảng lo cho dân, tại sao đảng lại bòn rút tiền của dân để cho những hạt giống đỏ được hưởng như vậy? Vậy câu hỏi nói, ngoài lợi ích của nhân dân thì đảng ta không còn lợi ích nào khác, phải thấu hiểu như thế nào thì mới đúng đây? Phải chăng nên hiểu rằng, ngoài quyền lợi của dân bị đảng tước đoạt thì đảng không tước đoạt của ai khác? Sự thật rất rõ ràng là người dân đã nai lưng ra làm lụng vất vả để đảng đánh thuế và nhờ tiền từ thuế của dân, quan chức đã xả xẻo từ túi riêng. Cuối cùng, quyền lợi của nhân dân thì chui vào túi đảng, rồi sau đó rót vào túi quan tham của quan chức khắp nơi từ Bắc đến Nam. Đây là hình ảnh một hạt giống đỏ du học bằng tiền dân đen. Với bộ máy tham ô rộng khắp như hiện nay, có thể nói ví đảng như con bạch tuộc triệu vòi. Những vòi đó sẽ thọc vào cơ thể từng người dân một, hút cạn sinh khí, và đó là cơ chế hiện nay. Người dân dưới chế độ này bị tước đoạt đủ thứ, doanh nghiệp chân chính bị những quan tham hạch sách làm đòi luật, làm luật chung chi, từ đó nó làm cho các doanh nghiệp Việt rất eo uột, khó phát triển. Nền kinh tế Việt Nam dù được tô hồng bằng những con số tăng trưởng cao, nhưng cuối cùng đời sống người dân thì lại không tương xứng. Nó đi ngược lại hoàn toàn những gì mà đảng vẫn rêu rao. Ông Võ Văn Thưởng lên chức thường trực ban bí thư, ông đã dùng chiêu này chém gió mị dân. Ông đã làm thời còn là trưởng ban tuyên giáo. Sắp tới đây, ông Võ Văn Thưởng có thể sẽ là một ông chủ tịch nước chuyên đi ba hòa khoác lác mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Võ Văn Thưởng chém gió, ló ra bạch tuộc triệu vòi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Càng tiền, Phạm Nhân Vượng chọc vòi hút máu nhân viên, điểm sụp đổ. Kết quả của rắn tự nút đuôi là cái chết. Khi doanh nghiệp mà đi bòn rút tiền lương của nhân viên của mình thì đấy là dấu hiệu doanh nghiệp đang gặp khó, qua khỏi bạo bệnh. Hiện nay FEC cũng như rắn bắt đầu đang hoạt động cầm chừng với điều đáng nói là doanh nghiệp này lại nợ lương của nhân viên mình. Nhiều người vì chén cơm manh áo phải bám mà làm, nhưng công ty đã tìm đủ mọi cách để trừ tiền nhân viên. Rất đau lòng. Trước đây khi mà Trịnh Văn Quyết trên đỉnh cao thành công trở thành nhân viên của FEC chính là niềm ao ước của rất nhiều người. Nhưng giờ đây thì nhân viên tháo chạy rất nhiều. Phần còn lại là không tìm ra nơi nào tá túc nên mới ở lại. Cực chẳng đã họ mới bám cho nhân viên FEC hiện nay khổ đủ điều. Đây là hình ảnh FEC đang lịm dần sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Các doanh nghiệp Việt Nam là loại doanh nghiệp sớm nở, tối tàn. Doanh nghiệp FEC nổi lên chưa tới 30 năm đã tàn, không thể nào bì được với những doanh nghiệp tại châu Âu tồn tại qua hàng trăm năm, đứng vững cả trong chiến tranh thế giới. Doanh nghiệp bất động sản Việt Nam là loại doanh nghiệp không bền vững nên nó không thể tồn tại lâu cho được. FEC, Vạn Thịnh Phát và Tân Hoàn Minh đều đang rất khát vốn để có thể tồn tại qua ngày. Nó đổ bệnh, nguyên nhân một phần vì tài chính, phần thời kinh doanh bất động sản cũng đang rất khó khăn. Có người thì nhận xét FEC, Vạn Thịnh Phát và Tân Hoàn Minh là hình mẫu chung cho các doanh nghiệp bất động sản. Sắp tới đây có thể Novaland và Vingroup cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tờ Thời báo.de đã có rất nhiều bài viết phân tích về tình hình tài chính rất bi đát của Vingroup. Tuy nhiên, nhìn tổng thể chưa đủ mà phải nhìn ngay trong thân thể của Vingroup ra sao. Mới đây, Thời báo.de có nhận được thông tin từ một nhân viên của Vinhomes cung cấp. Bạn này cho biết nhân viên Vingroup đang là đối tượng để công ty bòn rút. Hành động này có thể nói là rất phi đạo đức. Đây là hình ảnh mới đây là trần tình của một bạn khuyết danh nhân viên của Vinhomes City. Hiện nay, sức khỏe tài chính của Vingroup là rất yếu. Tại sao yếu thì ở đây Thời báo.de cũng xin tóm tắt lại. Đấy là hàng tồn kho quá lớn, không thể đẩy hàng để mà thu hồi vốn được. Có đến 66.000 tỷ đồng, tương đương với 2,7 tỷ đô la bất động sản đang ế ẩm. Không biết sẽ bán cho ai. Công ty VMI thì không gom được bao nhiêu tiền. IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ chưa có tín hiệu gì tốt cả. Lỗi xe VinFast thì quá nhiều. Áp lực phải có vốn để xây nhà máy tại Mỹ đang đặt lên vai Vingroup, bài toán gần như bất khả thi. Một nguồn tin từ bên ngoài bế tắc, Phạm Nhật Vượng lại nhẫn tâm đè đầu nhân viên của mình để tước đoạt tiền mồ hôi nước mắt của họ. Bạn nhân viên này cho hay ông Phạm Nhật Vượng đã lập ra tổ camera rất hùng hậu. Ông giao chỉ tiêu cho tổ này phải phạt càng nhiều càng tốt. Riêng khu đô thị Vinhomes City Time tại Hà Nội thì có đến 400 nhân viên. Điều đáng nói là ông Phạm Nhật Vượng ra chỉ tiêu bắt cho bằng được lỗi của nhân viên. Mỗi tháng phải kiếm cho ra 600 lỗi, tức là phải tìm ra 20 lỗi mỗi ngày. Một con số cực kỳ áp lực. Cách làm này được một nhân viên khác của Vinhomes ví như là giao chỉ tiêu phải có 5% địa chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam thời cải cách ruộng đất. Vì chỉ tiêu này mà các cameraman săn lùng lỗi nhân viên và bắt chẹt họ để ra lỗi. Cách giao chỉ tiêu như thế này tạo ra cảnh cameraman đang chiến đấu với các nhân viên khác để giữ túi tiền của mình. Bởi cameraman sẽ bị trừ lương nếu không đạt được chỉ tiêu. Cách làm này làm cho nhân viên của Vinhomes Time City cực kỳ khốn khổ, mà đặc biệt là những ngày giáp Tết. Đây là hình ảnh, nỡ lòng nào ông Phạm Nhật Vượng lại hút máu nhân viên đến thế. Sự bòn rút tiền lương của chính nhân viên của mình là cách làm vô nhân tính. Một khi đã bòn rút tiền nhân viên thì công ty cũng khó mà sống cho được. Không biết ông Phạm Nhật Vượng có hiểu được nỗi khổ của những nhân viên đang sống bằng đồng lương tháng hay không? Với khối tài sản đến hơn 4,1 tỷ đô la, mà ông Phạm Nhật Vượng lại hành động như thế, thì tự hỏi đạo đức của ông ở chỗ nào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Cạn tiền, Phạm Nhật Vượng chọc vòi hút máu nhân viên, điểm sụp đổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi
YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.